thì ai cũng mong mỏi rằng mình phải làm gì để mình có đầy đủ những cái đức. Cái đức là gì? Đức nghĩa là những cái cách ăn ở, cách nói năng, cách sống của mình. Nói chung á, là tất cả những hành vi, từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành động của mình như thế nào để mình tạo ra được một cái điều lành thiện trong tâm mình, trong đời sống hàng ngày của mình, thì cái đó chúng ta thường gọi là chữ đức. Mà chữ đức này ai cũng có thể làm, cho nên, nhưng mà nếu chúng ta không có thể, không có để tâm, không có hết lòng, thì chữ đức này nó chưa trọn vẹn. Vì vậy cho nên tất cả mọi người trong cuộc sống này, dù là Phật tử hay không là Phật tử, nói chung là con người trên cuộc sống này, thì ai cũng mong mình để lại cái đức hay sống bằng cái đức. Và thậm chí người ta còn dùng những cái từ để nhắc nhở mình như thế nào: có đức mặc sức mà ăn. Nghĩa là mình bây giờ có làm cái gì đi nữa, có coi bói, coi toán, nhưng mà nếu mình không có cái đức rồi thì cũng không làm được gì. Cho nên cái câu ông bà mình thường nói để nhắc nhở chúng ta cái tầm quan trọng của chữ đức: có đức mặc sức mà ăn. Hay có khi người ta nói gì: đức năng thắng số. Tức là mình, nếu mình tin vào bói toán mà mình không có chịu tu tập, mình không có sống hiền lành, thì mình cũng chẳng có cái đức. Thì cái ví dụ mình nghĩ rằng cái số của mình là như vậy, cái mệnh của mình là như vậy, nhưng mà nếu mình có cái đức thì mình cũng có thể vượt qua những cái số phận đó. Hay là người ta theo cái phong thủy đó, người ta hay đi tìm những cái chỗ chôn cất cho tốt, thì thường thường người ta gọi là long mạch. Chữ mạch là cái nguồn đất, mà long là rồng. Cái chữ long mạch là người ta muốn chôn cất ở nơi nào mà nó thuộc cái bộ phận của con rồng, thí dụ như đầu rồng, đuôi rồng hay chân rồng. Người ta nhìn vô cái miếng đất đó, người ta thấy nguyên con rồng nó nằm ở đó, thấy không? Cái cách uống của miếng đất đó, cái miếng đất nó có cái dáng vẻ như con rồng. Mà nếu mà người nào chết mà chôn được ở đó thì con cháu được thịnh vượng. Cho nên như các nhà phong thủy hay đi tìm cái long mạch cho mình. Nhưng mà đối với người xưa cũng nhắc nhở mình, ngay cả cái vị phong thủy cũng nhắc mình: tiên tích đức hậu tầm long. Tức là trước hết chúng ta phải tạo cái đức, sau á đi tìm cái long mạch. Cái chuyện đi tìm long mạch là chuyện phụ. Ví dụ như bây giờ mình không tìm được cái long mạch, mà cha mẹ, mà bây giờ thưa đại chúng là trên đời này bao nhiêu miếng đất có những cái long mạch đó, phải không? Mà bây giờ thí dụ giờ có 100 cái long mạch đi, chôn đâu đủ, người thì quá nhiều. Như vậy mình chôn trật chỗ thì nhiều lắm, chôn mà trúng cái long mạch thì không được mấy người. Cho nên tốt hơn hết là mình tự mình tìm cái long mạch cho chính gia đình mình. Đó là gì? Tiên tích đức hậu tầm long. Đó là trước hết mình hãy tích cái đức, rồi sau đó mình đi tìm cái chỗ long mạch cũng không muộn. Mà nói đúng hơn là khỏi cần kiếm. Người ta nói hậu đây là ta nói giống như mình nói tiên học lễ, hậu học văn. Đâu phải là cái chuyện văn không cần đâu. Cái chữ hậu đây nó là trước hết chúng ta nên làm điều này, kế đến chúng ta mới làm điều kia. Cả hai điều quan trọng. Còn bây giờ ở đây mình khỏi tìm cũng không sao, bởi vì khi cái đức mình nó có rồi là nó tỏa. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị làm chùa, tại sao mà cái chùa các vị đó được phát triển tốt? Cái phước và cái đức của vị đó, phải không? Nhiều khi mình tài, mình giỏi, nhưng mà cái cách nói năng của mình, cách hành xử của mình không dễ thương. Phật tử có chạy tới hồi người ta cũng dè hết, tại cái cách mình nói chuyện, cái cách mình sống không được dễ thương. Từ cái cách suy nghĩ, từ cái lời hằng ngày chúng ta hướng dẫn, nó không trang rãi ra được cho người Phật tử cảm nhận được cái tịnh đức ở nơi mình, thành thử ra không thể được. Bảo là gì? Bảo là quý hiếm. Bảo là quý hiếm là có giá trị. Bảo là cái gì đó hiếm mà quý. Chữ hiếm là gì? Không phải dễ có. Mà khi mình có thì mình quý không? Quý lắm. Cũng giống như bây giờ mình có cái hột sàng, quý không? Thì cái hột sàng nó kêu bảo đó. Tại vì sao? Tại vì nó quý và nó hiếm. Thí dụ như bây giờ mình đi làm, mình để dành dữ lắm mới mua được cái hột xoàn cất. Thì cái hột xoàn đó mình cất cho kỹ, tại vì nó quý lắm.
mà nó hiếm nữa, mà nó có giá trị, nó có giá trị làm giàu cho mình. Bởi vì khi mình có cái đó rồi thì mình có thể mình bán, mình làm gì đó, mình có tiền mình sống. Vậy thì cái bảo của thế gian á, là thí dụ như hộp xoàn, kim cương, vàng, vòng, thì cái đó nó hiếm, nó quý, nó có giá trị cho sự sống. Nhưng mà đối với người Phật tử, cái quý hiếm của chúng ta là gì? Cái quý hiếm là gì? Đó là cái đức. Tại vì cái đức này nó hiếm, nó quý, nhưng mà càng xài nó càng nhiều. Đặc biệt cái chỗ là tài bảo của thế gian xài nó hết, mà tài bảo Phật Pháp xài không có hết. Pháp Hòa ví dụ như mình có được thất thánh tài. Một người nào mà tụng kinh Di Đà đó, trong kinh Di Đà nói là trong kinh Di Đà nói là ở cõi Cực Lạc có ao thất bảo. Ao thất bảo là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đời này sáu thứ kia mình không thấy, chứ vàng bạc thì cũng có thể có, không? Thành thử ra nhiều khi mình đếm lại trong tủ mình cũng có vài món vàng bạc. Lưu ly là crystal đó, không? Giống như bây giờ là hột xoàn đó. Thì nhưng mà đối với người tu, thất bảo của người tu là gì? Đó là tàm, quý, tính, tuệ, niệm, định. Nếu một người tu chỉ cần có được cái đức biết xấu hổ thôi. Xấu là gì? Tàm quý là gì? Tàm với mình mà hổ với người. Tự tàm là tự mình xấu hổ với chính mình. Nhiều khi mình không phải là vậy, nhưng mà ta khen mình vậy cái mình cứ hưởng à. Cái đó là tự tàm. Nhưng mà mình phải quý tha, tức là mình cũng phải biết hổ thẹn với người. Người ta rành mình sáu câu vọng cổ mà gặp người khác mình vẫn nổ la ra. Thành thử ra cái câu mà người ta định nghĩa tự tàm quý tha là để nói lên hai chữ tàm quý đó. Để quý vị, để làm sao mình nhớ được cái chữ tàm là gì, quý là gì, thì người xưa ta định nghĩa bốn chữ: tự tàm, quý tha. Tự mình phải hổ thẹn với chính mình, quý tha là mình phải hổ thẹn với người. Mà có cái đó thôi là có hai cái thứ quý báu trong người. Người sống ở đời mà không có biết tự tàm quý, đi tới đâu cũng không có biết ăn nói, rồi không có biết cái cách mình ứng xử, thì người ta khinh mình, người ta coi thường mình. Thì cái như thế thì mình mất cái tàm quý. Cho nên người có tàm quý là người có hai thứ bảo. Rồi người có cái biết lắng nghe người khác. Khi người ta nói, mình im lặng, mình lắng nghe, thì mình mở lòng để mình học hỏi. Thậm chí mình đang có một thành kiến với ai đó mà mình nhờ nghe người ta nói, mình cho người ta cơ hội nói, mình cảm thông được người ta. Người có khả năng lắng nghe người khác là người có một tài sản quý báu, cho nên gọi là văn. Rồi người mà có được cái nghe, rồi có cái định tĩnh, cái suy xét, người đó có tuệ, vân vân. Cho nên á, ao thất bảo, mình là một cái ao, cái thân này là một cái ao. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà nói không? Trong ao thất bảo, đây cái ao này nó có đủ 7 cái quý báu này. Rồi trong kinh nói là sao? Ở dưới trong đáy ao cát gì? Cát toàn bằng vàng. Cát toàn bằng vàng là gì? Ẩn tàng trong tấm lòng của chúng ta, ẩn tàng trong mỗi chúng ta, từ một cái suy nghĩ, từ một lời nói nhỏ nhỏ như hạt cát đều phải là vàng bạc, chứ không thể là đất, không thể là bụi, không thể là những phiền não. Cho nên trong kinh Di Đà nói đó, không phải cõi Cực Lạc mới có, mà nói ngay cái thân này. Ao thất bảo là mình là một cái ao, tận ẩn tàng tận trong đáy lòng mình phải toàn là cát vàng, và được xây bằng thất bảo. Và trong ao có hoa sen, nhớ không? Lớn như không, bánh bao. Trong ao thất bảo có những hoa sen lớn như bánh xe. Rồi sao nữa? Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ. Nghĩa là sao? Nếu con người chúng ta có được cái lành tốt thì nó tự tỏa ra cái lành tốt. Mình như thế nào nó tỏa ra như thế nấy. Hễ mình là sen xanh thì nó tỏa ra sen xanh. Ý muốn nói rằng hễ đời sống chánh báo mình như thế nào, y báo mình nó sẽ như thế đó. Y báo, chánh báo là gì? Chính bản thân mình phải tạo ra cái quả báo tốt lành cho mình. Thì những cái y báo là những cái phụ thuộc
nó sẽ tùy theo đó. Như thế thì cái y báo đó từ con người có đức, phải không? Dạ. Từ con người đức. Mà người có đức vậy quý không? Dạ, quý. Quý, cho nên gọi là bảo đức. Phật có ba đức. Đức Phật có ba đức. Một là bi đức. Bi đức là gì? Có nghĩa là Đức Phật có một cái lòng từ bi vô hạn lượng đối với tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta mới ca ngợi Phật gì? Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Bốn loài là gì? Loài sanh bằng thai, loài sanh bằng trứng, loài sanh ẩm thấp và loài hóa sinh. Thí dụ con người mình là loài sinh bằng thai nè, con gà, con vịt là nó sanh bằng trứng nè, rồi hóa sinh á, là loài như là con sâu ra con bướm, con lăng quăng, nó biến ra những con khác. Những cái loài mà nó biến từ cái hệ dạng này ra dạng khác là hóa sanh. Rồi thấp sanh là những loài côn trùng ở dưới lòng đất. Vậy thì Phật là cha lành của bốn loài, mà tình thương của Phật thì không có hạn lượng và đồng đẳng cho tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật có một cái bi đức rất là lớn. Chẳng hạn như ngay cả Đề Bà Đạt Đa, ngay cả ông Sa Nạc. Sa Nạc là cái người hầu của Phật, và khi sau này ông đi vô trong chùa ông tu rồi, ông cũng nhập chung với 6 vị tỳ kheo xấu, mà nhà Phật hay trong giới luật thường gọi là lục quần tỳ kheo. Lục quần tỳ kheo là một cái nhóm tỳ kheo 6 người chuyên môn vậy phá. Phá điều này, phá điều kia, mà nhờ các vị đó phá như vậy đó. Cứ hễ các vị đó làm một cái điều gì sai thì Phật liền chế giới luật. Cho nên rồi cứ như thế mà cộng cộng riêng các thầy có 250 giới. Đó, gọi là lục quần tỳ kheo. Thì Sa Nạc á, cũng nằm trong 6 vị đó. Nhưng mà tất 6 vị tỳ kheo mà như vậy đó, quậy phá như vậy mà Phật cũng không đuổi ra. Phật vẫn để ở trong chùa tu. Gặp mình là sao? Mời đi ra gấp. Không chừng lấy dĩa muối gạo rải tiễn vô. Đâu, nhưng mà đối với Đức Phật, sau này á, quý vị biết nhờ cái ân đức đó mà Ngài Sa Nạc mới phát tâm quay về với chánh pháp lo tu. Tại vì khi mà ông vào chùa ông tu, ông nghĩ ông có cái, ông là cái người gần Đức Phật nhất, mấy vị này còn thua tôi xa, tôi là người hầu thái tử. Kể từ khi Ngài chưa làm Phật, Ngài là một ông thái tử trong hoàng cung kìa. Ngài đi đâu cũng có tôi hết. Quý vị có biết không, có tôi đưa Ngài đi xuất gia làm gì có hôm nay mà quý vị theo để mà học đạo. Cho nên vô trong chùa rồi, tu rồi, nhưng mà cái tâm gì? Cái tâm ngã mạn, cái tâm ỷ lại mình là cái người cẩn thần của Đức Phật khi Ngài còn là một thái tử. Cho nên ông Sa Nạc cũng không lo tu. Đó là mình chưa nói các vị khác. Nhưng mà Phật có cái bi đức. Tại sao? Tại vì cái người mà xấu là dở đó, thì mình phải ôm ấp họ, nhờ như vậy mình mới chuyển hóa họ được. Chứ cuộc đời này mà ai làm lỗi với mình rồi mình cũng đuổi ra, mình cũng đẩy ra, thì chắc có lẽ mình cũng không có bạn bao giờ, và mình cũng không độ được ai cả. Cho nên quý vị thấy á, thí dụ như anh em với nhau, anh em với nhau có thể đuổi nhau đi, nhưng mà cha mẹ thì con có hư cỡ nào cũng không thể đuổi người con được. Tại vì người con đó vẫn là con của mình. Cho nên cái bi đức của Phật là bao trùm tất cả. Giờ người nhiều khi á, quý vị nghe trong kinh kể có những người hành hung Phật, rồi Phật mới đến đó. Mà Phật nói là với thần lực của Phật, mình tưởng đâu là Phật vận thần thông, nhưng mà không phải. Với cái nét từ bi, bởi vì trong lòng Phật tràn đầy tình thương, cho nên rồi cái hiện tướng của Phật nó cũng tràn đầy tình thương. Tình thương qua ánh mắt, tình thương qua cái việc làm, cái lời nói của Ngài. Bây giờ đại chúng trong cuộc sống mình thỉnh thoảng mình cũng gặp một hai người như vậy. Tức là có nhiều người cái lòng từ của họ lớn, cái nhờ cái sự tu hành của họ, cho nên lời nói của họ, hành động của họ, cái gương mặt của họ, nó cũng lộ ra được.
cái nét hiền lành từ bi mà mình nhìn, mình tới gần, mình cảm nhận được cái diệu hòa đó. Cho nên đó, Phật tại sao trong khi thuyết pháp các loài thú đều có thể bao xung quanh Ngài được? Tại vì cái lòng từ của Ngài nó tỏa ra. Quý vị để ý ở cái xứ này nè, mấy cái con thú nó gặp mình nó có sợ lắm không? Chẳng hạn như những cái con gần gần mình như chó mèo rồi đó, nó chim chóc đồ nó gặp mình nó không sợ. Còn ở Việt Nam mình đó, nó gặp nó sợ. Tại vì mình á, hễ thấy chim là bắn chim, thấy chó là bắn chó, thấy vịt bắn, nó như thể con gì mà nó sơ sơ, nghĩa là đi mà không có chủ là rồi rồi đó, phải không? Thành thử nó thấy mình nó sợ. Bởi vì cái cuộc sống của con người, cái môi trường, cái từ trường đó đó, con người luôn luôn lúc nào cũng rình rập, bắn, giết, ăn thịt. Cho nên rồi con thú nó cũng sợ thèm. Quý vị không tin rồi, hôm nào quý vị để ý cái chuyện đó. Còn ở đây Pháp Hòa ví dụ như có những ngôi nhà mà những cái khu rừng người ta mới phát triển đó, mình ở nhà vậy chứ thỏ thỉnh thoảng nó chạy ra mà ta thấy mình nó không sợ. Thường người ta kêu nhát như thỏ, mà con thỏ này nó gặp mình nó không sợ. Tại vì mình không có cái tâm muốn chụp nó, muốn bắt nó, muốn giết nó. Cho nên cái từ trường nó không có. Cái người mà muốn đang tâm mà rình rập mà giết thì lúc nào cũng làm cho người khác sợ hãi. Pháp Hòa ví dụ như một người cha sống trong gia đình lúc nào cũng nóng giận, mà lúc nào cũng có thể đập chén, đập bàn mỗi khi tức giận. Con cái trong nhà nó sợ hãi lắm. Nó đi học về mà nó nghe mà cha mẹ mà hơi lớn tiếng là nó vô phòng nó đóng cửa liền. Vì nó biết rằng một lát nữa là thế nào cũng có attack, cũng có khủng bố, chén bát dĩa bay. Đó, quý vị để ý trong cuộc sống, nếu mà cha mẹ hàng ngày sống mà không bằng cái độ lượng từ bi với nhau, không có nhẹ nhàng với nhau mà lúc nào cũng giận dữ, tức tối, la hét, đập chén, đập tủ, con lúc nào nó cũng sống trong sợ hãi. Đó. Còn nhưng mà nếu mà một gia đình nào mà không có những cái thái độ đó, giận tức thì cũng chỉ nói qua nói lại thôi, chứ còn không có đập chén đập bàn, không có đánh đập con cái, không có mượn đứa, không có giận vợ đánh con, gọi là mượn cá chơi gì, giận cá chém thớt, thì đứa nhỏ nó không có khởi cái tâm sợ hãi. Nó là như vậy. Rồi ngay cả một vị thầy ở trong chùa, thầy lúc nào cũng trợn mắt la rầy, biểu lộ cái gọi là cái chức vụ trụ trì của mình. Tự nhiên Phật tử vô thấy mình cũng ngán, chỉ bất quá là mô Phật thầy rồi cái là con bay, không? À, con vừa gặp thầy xong là con chào xong là con cũng cáo từ, con đi làm việc của con, chứ con cũng không dám gần. Bởi vì ở gần thầy con không nhận được cái năng lượng nhẹ nhàng từ bi. Cho nên một con người mà thiếu cái đức từ, đức bi, nó cũng tỏa ra như vậy. Cho nên đối với Đức Phật, Đức Phật có một cái đức đặc biệt, đó là bi đức. Thì bây giờ quý vị nghĩ, mình muốn có cái đức giống như Phật, để nó quý, nó hiếm, là cái mình phải tập. Cái này không phải lý thuyết, mà do chúng ta huân tập trong đời sống. Dĩ nhiên mình không thể toàn vẹn như Phật hay là các bậc thánh, vì chúng ta còn sống trong cái cuộc đời này. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải nhớ, cái gì không đáng đừng có nổi giận, cái gì mà không có đáng đừng có la sùm. Chuyện nhỏ mà mình cũng làm cho nó to, riết lâu ngày cái giận, cái tức nó lấn át. Cái bi, cái lành, cái nhẹ nhàng của mình nó ẩn. Muốn có từ, muốn có bi á, là đôi khi chúng ta phải tập chấp nhận nhẹ nhàng. Có nhiều khi á, cái người đó đi với mình, nhưng mà đâu có nghĩa là họ hiểu ý mình hết đâu. Đôi khi họ làm những cái việc nó chưa đúng, nhưng mà mình cũng nhẹ nhàng, mình chỉ dẫn, thì người ta nhận ra được. Cho nên á, tại sao các thầy ngày xưa Phật có thị giả, các thầy có thị giả. Chữ thị giả là gì? Thị là nghe theo lời hướng dẫn, giả là cái người thân cận với thầy, nghe thầy những cái gì thầy cần, thầy nói mình nghe mình làm theo. Nhưng mà thị giả thì không có nghĩa là việc gì cũng biết làm. Rồi nhờ trong khi mình thị giả cho thầy, những cái gì không đúng thì mình chỉ. Ví dụ như mấy chú Pháp Hòa nhiều khi nói mấy chú lên đi theo hay làm gì, không phải mình cần,
nhưng mà để mình chỉ, tại vì nhiều khi cuộc sống hàng ngày mình không gần thì mình chưa thấy được những cái nhỏ nhất của người đệ tử mình. Xếp cái khăn không biết xếp thì Pháp Hòa chỉ, à khi con xếp cái khăn để trên cái dĩa cho một người khách hay cho quý thầy, xếp như thế nào để chứng tỏ rằng cái khăn đó chưa xài, mà người xài khăn rồi phải xếp như thế nào để người ta biết khăn đó là khăn dơ. Pháp Hòa ví dụ quý vị đi vô chùa, quý vị ăn cơm trong chùa, thì thí dụ lỡ chùa nào mà dọn cơm đó 4 mời một mâm, một mâm 4 vị, thì mình ăn bằng cái muỗng, lấy đôi đũa mình gấp. Tại sao? Tại mình ăn như vậy thì thức ăn nó không có dơ, lỡ nó dư thì không có hư, mà lỡ mình có bệnh thì không có truyền nhiễm cho người khác. Cho nên ăn theo nhà chùa là ăn khoa học, ăn vệ sinh, ăn cộng đồng, thấy không? Ăn mỹ thuật, tức là dọn có này có kia. Rồi thì khi mình ăn xong hết rồi, mình gác đôi đũa ngang lại để biểu lộ rằng mình đã xong cái bữa cơm. Cũng giống như quý vị đi nhà hàng, người bồi bàn á, đem bình trà ra rót, mình uống hết nước trà rồi mình lật cái nắp lên, thì người bồi bàn đi ngang thấy cái nắp trà lật lên là biết bình trà đã hết, người ta sẽ châm thêm nước sôi. Thì khi mình có những cái biểu lộ như vậy thì để cho người ta biết là mình cần gì. Thì cũng giống như vậy, nhiều khi người thị giả gần thầy không phải cái ý nghĩa là mình lo cho thầy, nhưng mà thầy để ý mình, để coi những cái đời sống hàng ngày của mình, từ cái nhỏ như rót miếng trà, xếp cái khăn, để đôi dép, mình có làm cho nó ngăn nắp trật tự không. Từ đó người thầy hướng dẫn cho mình. Cho nên á, chỉ dẫn một người con từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ lời nói cho đến hành động, đều là tỏ lộ cái bi đức. Mình có cái bi đức thì mình sẽ độ, mình nói cho người nó dễ. Thử thời bây giờ quý vị để ý, một người mà lúc nào cũng ra oai, nghĩ rằng mình là số 1 ở trong cái nhóm này, từ từ có ai chơi với mình không? Ai dám tới gần mình không? Mà thậm chí kẹt lắm người ta tới với mình, người ta hỏi mình, xong chuyện người ta đi, chứ người ta không có dám lân la, không dám kết bạn, mà chẳng qua là kết giao. Tức là mình ta cần, người ta tới với mình, người ta giao hảo với mình trong công việc đó, xong rồi người ta rút, không có dám tới gần mình. Và tại sao mình thấy những cái điểm đó mà mình không thực hiện là cái bi đức là mình thiếu. Mà người có thiếu bi đức thì mình thiếu viên ngọc rồi đó. Cái thứ hai là Phật có tịnh đức. Thứ hai Phật có là tịnh đức. Tịnh đức là gì? Tịnh đức nghĩa là cái đức, mà cái đức mà do cái sự yên tịnh, vắng lặng, trước sau như một. Thí dụ như trước mọi người Phật cũng đi đứng như vậy, sau lưng mọi người Phật về phòng Phật vẫn đi đứng như vậy. Ở đây chị muốn nói rằng cái người sống mà mình luôn luôn trung thành, trung thực với cái đời sống của mình. Cái thứ hai, nhờ có giữ giới mà chúng ta có được cái đức thanh tịnh. Cho nên các Phật tử thường hay tác bạch: kính bạch hiện tiền chư tôn tịnh đức. Nhớ không? Quý vị có nghe câu đó không? À, chư tôn tịnh đức. Như vậy là trong chư vị ai cũng có giới để giữ cả. Bây giờ quý đại chúng ngồi đây chắc cũng 90% Phật tử đã quy y, đã thọ giới, mà không phải giới thấp mà giới cao, chắc là Bồ Tát nhiều lắm. Vậy bây giờ mình nghĩ là mình trong cái số Bồ Tát mà đây ngồi đây, mình có cố gắng mình thực hiện cái giới pháp của mình để cho thân tâm mình thanh tịnh. Mình thọ giới để mình tu, mà nhờ có tu đó, cho nên cái đức mình nó tỉnh, cái tâm hồn mình nó tỉnh là vì mình biết rằng đời sống hàng ngày của mình không có vi phạm những cái điều gì sai trái. Từ đó cái tâm mình thanh tịnh. Các bạn trẻ chịu khó ngồi chút xíu, xong rồi thầy nói tiếng Anh. Hồi nãy cũng định nói tiếng Anh, nhưng mà không biết có cần thiết hay không, cho nên rồi sang nói tiếng Việt. Thì có vị mới lên nhắc là chút xíu nữa phải nói tiếng Anh với mấy em, chứ không thôi nó kiện mà bữa nay nó đi nó lỗ. Giờ lỡ trớn nói tiếng Việt thì phải nói cho nó xong. Thì cái thứ hai là tịnh đức nha. Phật có bi đức. Thứ hai là
tịnh đức. Mà tịnh đức từ đâu ra? Từ cái sự tu hành giữ giới của mình. Ví dụ như á, ngày xưa có một vị lên thưa với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, tu mà nhiều giới quá con tu không nổi. Phật mới nói giờ thầy giữ 250 giới không nổi, thầy giữ một giới thầy giữ nổi không? Nói trời ơi, một giới còn gì bằng. Thôi bây giờ thầy giữ giùm tôi cái giới ý. Vậy thì thưa đại chúng, tất cả giới phạm từ đâu? Từ cái ý của mình. Thể cái tâm mình muốn tham cái nó tham, tâm mình muốn sân nó sân, tâm mình muốn si. Tất cả mọi tội lỗi là do cái tâm ý mình nó khởi. Chứ còn tâm ý mình tịnh rồi thì cái giới kia nó ăn thua gì, cảnh trần nó ăn thua gì. Cho nên giữ giới một, giữ cái ý à. Cho nên rồi quý vị biết không, tại sao mà các giới mà giữ nhiều vậy? Chẳng qua là mục đích là để thúc liễm con người mình. Pháp Hòa ví dụ như một thầy tỳ kheo không được đi làm mai, đi làm mai mối cho người khác. Ví dụ như trong chùa thấy cô đó được được con của bà Tám để giới thiệu cho nó quen với con bà Chín, để rồi cái mai mốt cái hai đứa nó làm Phật tử nó đi đi chùa mình. Mà mình biết không, thí dụ như giờ lỡ nó hạnh phúc thôi, mà thí dụ lỡ mà nó không có hạnh phúc cái là nó đem mình ra nó tại thầy đó không. Hồi xưa thầy nhìn sao hay quá. Cho nên làm người tu là không có mai mối cho người. Nhưng mà nếu cái cặp đó quen đâu rồi, bây giờ nó quyết định nó đám cưới, nó trở về chùa nó xin mình làm đám cưới cho nó, mình làm lễ đám cưới cho cái cặp đó không có lỗi. Chẳng những không lỗi mà cần làm, khuyến khích phải làm. Bây giờ mình không làm, nó cũng sẽ làm. Không chừng nó rủ nhau, nó đi qua Tây Ban Nha, nó làm cái là mình khỏi có nói gì luôn. Chứ không phải nó làm ở nhà, nó làm theo cái truyền thống của gia đình, mà nó thương nhau, cái nó rủ nhau tổ chức ngoài bãi biển gì đó. Nó không cần cha mẹ gì hết, cái cũng xong. Bây giờ nó chịu về chùa để có cái cơ hội mình giảng dạy cho nó nghe đạo lý đời sống vợ chồng theo lời Phật dạy. Có phải là mình dạy nó cái tịnh đức không? Mình dạy nó trong cái khuôn khổ giáo lý để nó sống cuộc đời lành mạnh. Chứ mắc cái chi mà mình lên án chùa. Có nhiều vị nói chùa mà làm là đám cưới, chùa là cái chỗ tu hành thanh tịnh, thoát tục, xa rời những cái trần tục, mà còn đem đám cưới là mình kết hợp tụi nó trầm luân sanh tử, vân vân. Mình không kết nó cũng trầm luân như thường. Mà thậm chí nó còn trầm luân nặng nữa. Cho nên không phải như vậy. Một chúng sanh mà người ta đi về với mình để mình có cơ hội mình trao truyền cái tịnh đó cho người ta, sao mình không làm? Ví dụ như bây giờ mình nội cái cặp đám cưới đó, mà mình giảng cho họ nghe ý nghĩa chiếc nhẫn coi. Giống như ngày mai, ngày thứ sáu ngày mai đây, Pháp Hòa có làm đám cưới cho một cái cặp trẻ. Không biết chồng là người ngoại quốc, không biết người gì đó, vợ là người Việt. Rồi trước khi Pháp Hòa qua đây là có liên lạc qua xin, trong thời gian thầy ở đây, trước khi thầy lên giảng, thầy cho vợ chồng con một cái đám cưới ngắn gọn thôi. Pháp Hòa nói chuyện nhỏ. Đám tang làm được mà nói chi đám cưới. Và thưa đại chúng là cái mục đích của đám cưới, quý thầy làm lễ rất ngắn, tụng niệm không bao nhiêu, mà đa phần là giảng giải, nội mà ý nói ý nghĩa chiếc nhẫn thôi. Mà người ngoại quốc mà họ nghe mình nói ý nghĩa chiếc nhẫn là họ phải khóc, vì họ chưa có bao giờ họ nghe được một cái đạo lý mà nó sâu sắc như vậy qua cái hình thức một chiếc nhẫn. Cho nên nếu mà mình không có nói cái đó thì đứa nhỏ đó nó đeo chiếc nhẫn mà nó không thấy được cái tịnh đức ngay chiếc nhẫn. Còn nó đeo chiếc nhẫn thì nó nghĩ cái này là cái wedding ring, cái đấm cái nhẫn cưới thôi, không thích thì lột cất. Sao? Còn khi mà nó thấy được cái quan trọng của chiếc nhẫn rồi thì từ chiếc nhẫn đó nó nương vào cái đạo lý, cái ý nghĩa đó nó sống, từ đó nó có cái tịnh đức. Cho nên Phật có bi đức, có tịnh đức, thì chúng Phật dạy mình không phải Phật làm được rồi mình làm không được, mà Phật đã từng sống như vậy, chúng ta cũng sẽ sống như vậy để chúng ta tỏ ra được cái tịnh đức của mình. Cái thứ ba là gì? Thứ ba gọi là trí đức. Tịnh đức, bi đức, thứ ba là trí đức. Trí đức của Phật là gì? Tức là Phật luôn luôn có cái đức cảm thông,
nhờ Phật luôn luôn quán chiếu, thấy rõ mọi cái hạnh nghiệp của chúng sanh mà Phật cảm thông họ nhẹ nhàng. Pháp Hòa ví dụ có những con người họ sống gần gũi những cái người lúc nào cũng giận tức, chửi bới, thì họ gần đâu họ ảnh hưởng đó. Làm sao mà mình có thể mà mình chuyển hóa trong một ngày được? Mà trước khi mình muốn chuyển hóa họ, việc đầu tiên là mình phải chấp nhận họ. Mình phải chấp nhận họ là một con người sống trong một cái môi trường đó, cho nên người ta mới như vậy. Cho nên có được cái trí đức rồi thì chúng ta cảm thông được cho tất cả mọi người một cách nhẹ nhàng. Từ cảm thông mọi người, cho nên chúng ta biết ứng dụng phương thức nào để chúng ta thể hiện bi đức. Bởi vì nếu có trí đức thì bi đức nó có mặt. Cho nên quý vị thấy trong chùa thờ Đức Quan Âm, thờ Đức Địa Tạng. Bởi vì Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho cái hạnh nguyện, Ngài Quan Âm là từ bi. Nếu không có lòng từ, cảm thông được nỗi thống khổ của chúng sanh thì làm gì trấn tích trượng đi vào địa ngục cứu chúng sanh, phải không? Rồi, bên này Đức Quan Âm, bên này Đức Thế Chí. Đức Quan Âm là từ bi, Đức Thế Chí là nghị lực, là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ, không có nghị lực thì làm sao nuôi dưỡng được lòng từ? Mà lòng từ không có thì làm sao nghị lực và trí tuệ đó lăn xa tất cả? Cho nên Quan Âm Thế Chí đứng hầu Phật Di Đà. Bởi vì Đức Phật Di Đà là bản thân thanh tịnh tiếp độ chúng sanh. Phật Di Đà là người làm việc, Phật Di Đà là người gian tay. Cho nên Đức Phật nói: tôi, tay tôi đây, quý vị hãy nắm. Cho nên quý vị đưa bàn tay ra nắm. Thì Đức Phật làm cái việc đó nhờ cái năng lực gì? Năng lực nghị lực, trí tuệ, năng lực từ bi cứu khổ. Cho nên Quan Âm Thế Chí đứng hầu Phật Di Đà. Quý vị hiểu được cái ý đó không? Vì vậy cho nên á, nếu mình có trí đức thì mình thể hiện được bi đức. Mà trí bi mà càng nhiều, tịnh đức mình càng lớn. Vậy thì mình sẽ đặt một câu hỏi: Đức Phật hay chúng ta là người Phật tử, cái đức này từ đâu sanh? Từ cái tịnh đức, cái bi đức, cái trí đức của mình. Mình hiểu cho nên mình thương. Quý vị đã từng thấy cái tượng của Đức Chuẩn Đề chưa? Có 18 tay. Tay thì cầm cây búa, tay thì cầm cây kiếm, tay thì cầm nhành hoa, tay thì cầm chùm nho, tay thì cầm sâu chuỗi. Tại sao Bồ Tát Chuẩn Đề cầm những cái món vật đó trên tay? Bởi vì những cánh tay đó là những cánh tay cứu khổ, ứng hiện cho đời tùy theo cái mong cầu của người ta. Nhưng mà muốn thể hiện cái điều đó, ở giữa Ngài phải có con mắt thứ ba, đó là con mắt thật trí. Đây nè, trí đức nè, trí đức nè, bi đức nè. Đưa bàn tay ra cứu chúng sanh tùy theo cái mong cầu của họ. Mà những biểu lộ trên cái cánh tay đó là những cái vật dụng mà những cái mong cầu của chúng sanh. Ở giữa Ngài bắt cái ấn, phải không? Bắt cái ấn Chuẩn Đề. Ấn Chuẩn Đề là tịnh đức, trí đức, tịnh đức, bi đức. Thì ngay cái tượng Chuẩn Đề là quý thị thấy được ba cái đức. Quý vị hiểu ý không? Cho nên người mà sống mà có được cái đó rồi thì đạo đức mình nó lớn. Mà người có đạo mới có đức, người không đạo không có đức. Bởi vì sao? Bởi vì có đạo nghĩa là có một con đường. Mà có một con đường đi, vậy chữ đức định nghĩa là gì? Là một con đường, là một nhân cách. Thì con đường đó mà có rồi thì tự nhiên cái đức mình nó sẵn. Nhưng mà cái đức này không ai ban phát, tự mình tu, tự mình làm. Mà chúng ta càng nhiều đức thì sao? Chúng ta càng giàu có. Càng xài cái đức này thì đức này càng tăng chứ không giảm. Ngoài đời á, ta có tiền, ta càng xài tiền càng giảm. Còn chúng ta tu á, càng có cái đức mà chúng ta ứng dụng đúng thì đức mình càng lớn. Càng nhẫn nhục thì chúng ta có cái đức lớn. Cho nên cái đức này nó quý. Mà chính nó quý, nó hiếm. Và nó có khả năng sao? Nó khả năng tiêu xài không có hết. Nó có khả năng làm cho chúng ta dồi dào. Cho nên nó gọi là bảo đức. Bảo là quý hiếm. Mà cái đức này đâu phải ai cũng có. Thời bây giờ á, nhiều khi trong cuộc sống của mình, do cái ham muốn, do cái đời sống vật chất, đôi khi chúng ta lo cái đó quá, cái chúng ta quên tu.
thiêu đực. Ngày xưa ông vua Ba Tư Nặc á, ông nằm chiêm bao, ông thấy có 16 điềm chiêm bao. Pháp Hòa đã giảng cái bài này rồi bên Mỹ, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa nhắc lại ba điềm mà ông vua Ba Tư Nặc ông thấy. Một hôm vua Ba Tư Nặc thấy có 4 con bò đen, nó chạy rảo 4 phía, nó la hét sùm. Thì khi mà nó la hét, nó gầm thét như vậy rồi đó, thì có một đàn người chạy tới, thì 4 con bò này nó tung tóe, nó chạy tứ tán. Thì khi mà ông thấy cái giấc chiêm bao đó, ông đến ông thưa với Phật. Phật đã nói với ông rằng đó là một cái điềm để mà nói rằng sau này, trong tương lai sau này, con người, người ta sống, cái đạo đức nó mất, cái đạo đức nó tản mạn như những con bò đen mà nó chạy tứ phía. Họ chạy theo những cái tiếng làm cho họ mất đi những cái tiếng gọi của dục vọng, làm cho con người mất đi cái tự chủ. Thì bây giờ quý vị kiểm lại, con người bây giờ, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta để tâm tới cái chuyện đạo đức nhiều hay là đời sống thường nhật, ăn uống bình thường của mình nhiều, hay là những cái ăn chơi của mình nhiều, đặc biệt là các em nhỏ. Cho nên càng ngày á, chúng ta đang lo là cái đạo đức của cái dân tộc Á Đông của mình, đặc biệt là dân tộc Việt Nam, càng ngày càng giảm ở trên các cái đất nước phương Tây. Mà khi con cái của mình, mặc dù sanh trong gia đình của người Việt, nhưng mà nó không hấp thụ được cái truyền thống bao nhiêu. Bởi vì thứ nhất, chúng ta cũng bận đi làm. Thứ hai, rồi đôi khi nó giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, về tới nhà nó cũng gặp, không gặp mình được mấy chút, rồi mình cũng không có cơ hội mình nói hướng dẫn gì. Rồi đôi lúc đó mình nói tiếng Việt nó nghe nó không hiểu, mà tiếng Đức thì mình không rành. Đôi khi đối với con mình nói cũng hết. Thậm chí cái chuyện đơn giản, những cái chuyện căn bản trong cuộc sống gia đình, nhiều khi truyền thống của người Việt mình, tại sao cúng giỗ, tại sao nãy này, nó hỏi mình cũng chịu à. Tại sao mình chịu? Đâu phải mình không biết, mà mình hoàn toàn không biết. Mình có bao giờ mình hỏi đâu. Mình thấy xưa làm mình cũng làm, mình cũng chẳng để tâm mà hỏi cái đó là cái gì. Tới hồi nó hỏi mình bất tử, không biết đường đâu trả lời. Rồi cái điểm thứ hai là một hôm vua Ba Tư Nặc, ông nói con nằm chim bao, con thấy một cái điểm thứ hai là có một cái cây nó nhỏ mà chẳng mấy chốc trái xung xuê. Một cái cây nó trái nó nhỏ thôi mà trái quá chừng, rồi thậm chí những cái trái đó nó rơi rụng. Đức Phật mới nói đó là một cái điềm trong tương lai. Người nhỏ đó, những đứa nhỏ đó, nó chưa lớn thôi mà cái hiểu biết về dục vọng nó quá lớn, giống như cây nhỏ mà có trái. Bây giờ quý vị thỉnh thoảng quý vị đọc báo, mình sẽ thấy rằng ở mấy cái nước Á Đông mình, con nít mà phá thai đứng hàng đầu, đặc biệt là Việt Nam. 75% dân Việt Nam nhậu. Nghèo cỡ nào chứ sáng 5 giờ là thấy ở quán nhậu rồi. Thấy không? Thành thử ra cuộc sống ở bên Việt Nam, bây giờ mình về rồi mình sẽ thấy được cái thực trạng cách sống. Mà hễ càng có tiền thì người ta càng phung phí lớn, chứ người ta cũng có người làm từ thiện cũng có, nhưng mà không bao nhiêu. Cái số nghèo, số khổ thì nó quá chừng, mà cái người mà phát lực lòng từ bi cứu độ thì không bao nhiêu. Ở đây mình không có phải chê trách, nhưng đó là cái hiện tượng của cuộc sống hiện tại bây giờ. Rồi ở nước ngoài này cũng đâu phải hiếm, phải không? Nhưng mà đôi khi chúng ta có ăn chơi chắc cũng cuối tuần, ngày thường cũng ráng giữ tỉnh táo đi làm chứ không thôi mất việc làm sao. Cho nên ở đây nó cũng còn cản đường chút. Mà ở đây mà vô làm mà uống rượu là làm sao ta cho, ta đuổi chết, phải không? Thậm chí mà vô những nơi công cộng mà hút thuốc cũng bị phạt. Cho nên nhờ những cái luật đó nó chế ngự bớt. Chứ nếu mà thật sự như đời xưa, mấy chục năm trước, không có những cái luật như là cấm hút thuốc nơi công cộng, vân vân, thì con người mình cũng sống cái kiểu vậy, cũng thuốc lá, cũng rượu chè, vân vân. Đó. Cho nên rồi
Ở đây thưa đại chúng, cái đức của mình nó giảm là vì khi đời sống hàng ngày chúng ta sống mà chúng ta quên đi những cái người gần gũi với mình, để chúng ta chia sẻ với họ mà chúng ta tiêu thụ quá lớn mà quên phải tích. Bây giờ quý vị nghĩ đi, mình có mua một trái mít về ăn, ăn muối mít, xong rồi ăn sơ mít, rồi hột mít cũng luộc ăn luôn, còn gì trái mít nữa, phải không? Thì phải chi mình ăn mà mình còn chừa một hai hột trồng á, cái là hột mít cũng ăn luôn, rồi cái sơ mít mình cũng ăn. Hỏi sơ mít ăn sao? Bỏ lên chảo cháy với xả, cho một tí nước tương nữa ăn với cơm. À, rồi cái trái thanh long, ăn cái muối, ăn cái thịt của trái thanh long rồi, mà cái vỏ tím tím đó lạn thiệt là mỏng, sắc nhuyễn ra ngào với mật. Ủa ăn được thử đi biết. Hôm qua ví dụ chơi vậy thôi, để cho là không, sự thật là nó như vậy. Nhưng mà ở đây giống như mà ý Pháp Hòa muốn nói rằng, nhiều khi trong cuộc sống của mình có của nhưng mà mình cứ xài mà mình không biết tạo. Thưa đại chúng á, lấy tiền làm ra tiền, nhưng mà phải lấy phước làm ra phước. Pháp Hòa ví dụ như mình có con mắt hay là mình có bàn tay, thì cái bàn tay này thay vì mình tạo tác những cái điều hại người, thì bàn tay này sẽ làm nên một cái việc gì đó để cứu người. Cho nên nó có một cái bài kệ, khi mà chúng ta đi đâu làm việc gì dơ rồi chúng ta đi rửa tay đó, có cái bài kệ rửa tay tiếng Hán á, dĩ thủy quán chưởng. Dĩ tức là lấy, thủy là nước, dĩ thủy quán chưởng, chưởng là bàn tay, giống như mình lấy một tay mình chưởng, người ta ăn chưởng trong phim Tàu á, cái chưởng là một bàn tay. Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, đắc thanh tịnh chưởng, thọ trì Phật pháp. Thì tiếng Việt mình dịch là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Quý vị thấy trái đất này ngày nay mà nó đi đến một cái tình trạng gọi là ô nhiễm, rạn nứt như vậy là do ai? Cũng do con người mình. Mình không có, mình chỉ xài mà mình không biết bảo hộ. Giống như mình xài nhiều những cái chất để làm ô nhiễm cho môi trường. Cây rừng cũng bị đốn, rồi đá cũng bị đục. Nói chung là cái gì mà mình vận dụng được, mình vận dụng hết. Ở bên Quảng Đông á, người ta có một cái kiêu bài quảng cáo. Ở cái xứ Quảng Đông, người ta khéo nấu ăn, và người ta biết ăn đến mức độ ở trên đất này, ở trên đất liền, cái gì mà bò được là ăn được hết. Ở trên trời, à xin lỗi, nghĩa là trừ á, trừ chiếc xe là họ không ăn. Trên trời con gì mà bay là họ ăn được hết, trừ chiếc máy bay. Là họ có cái chiêu bài họ quảng cáo, nghĩa là ở xứ Quảng Đông con người biết ăn chơi đến mức độ là nghĩa gì, con gì ở trên bò trên mặt đất này họ cũng có thể chế biến ra món ăn, trừ cái chiếc xe. Và cái gì mà bay ở trên trời họ cũng có thể kéo xuống họ ăn hết, trừ chiếc máy bay. Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy á, không phải cái này là nó sai, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói một vài cái ví dụ để cho chúng ta thấy, rồi chúng ta biến chế, chúng ta làm nó giảm đi đủ thứ hết. Rồi chính mà chúng ta bây giờ mình thấy là mình tiêu thụ nhiều chừng nào, sức khỏe mình có kém không, ăn ngon chừng nào, bệnh nhiều chừng nào. Ngày xưa ông bà mình đã ăn chay có gì ăn đâu, toàn là ba cái củ rau trong rừng trong vườn, vậy mà ông bà nào cũng sống 80-90. Nhìn vô mâm cơm chay họ rất đơn giản. Còn mình bây giờ thôi quá chừng quá đó. Các cái món ăn thật là giống, hình từ hình dáng cho tới mùi vị, nhưng mà quá chất không chứ gì đâu. Mà ăn ngon chừng nào bệnh nhiều nấy. Mà ngày xưa người ta ăn rất đơn giản. Không hoài nhớ Việt Nam có nhiều vị ăn chay, trái chuối, ăn cơm, thậm chí chan nước trà, dưa hấu, rồi bữa cơm. Mà bà cụ nào cũng sống rất khỏe, 80-90.
Còn mình bây giờ là đủ thứ hết, mà thuốc bổ bây giờ là không thiếu loại thuốc bổ nào hết. Lâu lâu cái nó quảng cáo thứ thuốc bổ, lâu lâu nó quảng cáo thuốc bổ mà thuốc nào cũng tuyệt hảo hết. Thuốc nào cũng làm từ cỏ cây. Đầu tiên á, cỏ cây đó cũng đúng thiệt, tại vì hái nó vô để làm thuốc. Hái riết hết cái bắt đầu phải dùng hóa chất để trồng nó, để mà biến chế ra thì nó cũng vậy thôi, nó cũng ông bà đó. Cho nên thưa đại chúng là cái đạo đức là gì? Khi con người chúng ta làm việc, thậm chí chúng ta làm ăn, chúng ta cũng thiếu cái đạo đức trong đó. Phong Hòa ví dụ nè, mình bán gạo, làm cái lít á, cầm cho người ta coi là cái lít mà lớn nè, mà tới hồi xúc gạo lúc lấy nhiêu đây nè, cái lít đó, cái đít nó hai ngăn, cầm cho người ta coi là cái lít đủ, mà tới hồi xúc lon gạo là có nửa lít à. Ngay cả mình đi làm ăn thôi, có nhiều khi á mình để ý trong cuộc sống của mình, con người mình á, từng chút mình gian lận đủ kiểu để làm sao mình kiếm tiền cho thiệt nhiều mà không cần biết cái lỗ lạ đó, cái đau khổ đó về ai. Có nhiều khi mình muốn bán đủ thứ hết. Giờ hôm rồi giống như họ đăng báo, ở đây giờ có một số tiệm cái họ đi thu gom mua mấy cái bóp mà bằng da thiệt á. Tại vì mình hay xài bóp bằng da bò, bằng da thiệt á, xài thời gian cái mình bỏ hay là mình bán rẻ vậy đó. Cái mua về họ ngâm cái da lại, ngâm cho nó nở ra, cái họ làm lại, cái họ làm ra món ăn. Còn nhiều thứ nữa. Thật sự ra đó, bây giờ đại chúng cứ để ý trong cuộc sống của mình. Người ta thường nói á, là đạo đức làm ăn. Tức là trong ngành nghề nào nó cũng có cái lương lẹo của nó. Nhưng mà mình làm gì để đừng quá đáng để tổn hại con người, để mình còn giữ được cái niềm tin của tất cả. Thí dụ bây giờ bản thân mình, bây giờ riết mình đi đâu cũng nghe hóa chất, nghe ni lông, riết cái không dám ăn gì hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì khi một con người sống mà họ không còn lưu giữ một cái chút đạo đức nào trong công việc của họ, cái riết sanh ra con người mình nghi ngờ. Mà chính con người mình sống nghi ngờ, cái bắt đầu mình không còn tin tưởng ai. Đó, bản thân mỗi thứ nó giảm chút, mình giảm cái đức tin ở nơi con người. Rồi con mình lúc nào sống cũng phòng thủ, sống cũng ngừa. Mà riết rồi cái tự nhiên mình tạo lên một cái xã hội hay sao, lúc nào sống cũng hồi hộp, lúc nào sống cũng tạo ra những cái sự khó khăn cho nhau. Qua cái cách mà bởi vì từ một người giảm cái đó thì các cái người khác họ giảm. Cho nên tại sao chúng ta phải có những cái tôn giáo có mặt để hướng dẫn, chỉ dẫn cho con người. Cho nên là chúng người nào mà tuyên bố là tôi không có đạo gì hết á, nguy hiểm lắm. Tại vì không có đạo thì không có con đường, mà thiếu con đường đi thì cái đức nó thiếu lớn. Cho nên đạo gì cũng được. Nếu mà ví dụ quý vị có niềm tin ở Chúa, tốt, ít nhất của mình vẫn còn có một chút niềm tin với một cái gì đó mà bên nào cũng dạy cho mình lánh cái dữ làm cái lành. Ở trên căn bản, chưa nói những cái phương pháp tu tập để giải thoát, mình nói ở mặt căn bản cho con người thôi, thì bất cứ ai cũng có cái căn bản dạy cho chúng ta là lánh dữ làm lành. Mà nhờ chúng ta sống vậy, cái đức của chúng ta mỗi ngày. Cho nên Pháp Hòa thấy ở trong chùa đó, tại sao mà Hà Tiện không phải là chùa keo kiệt gì, nhưng mà dạy cho chúng ta sống mà chúng ta biết bòn cái phước, cái đức của mình, không có phí. Cái gì đáng xài mình nên xài. Ví dụ như mình ăn cơm mình bỏ, mình phải lượng, mình có quyền ăn no, không có ai cấm mình, thì cứ mình cứ lấy ít ít ăn vừa đủ. Rồi khi nào mà mình ăn không hết, hay là xin lỗi mình ăn hết rồi, mình muốn nữa mình lấy. Mình lấy chi cho nhiều mà nó không hết bỏ. Cứ như vậy đó, thành một cái thói quen. Ngay đặc biệt là mình đi ăn bao bụng, tức là ăn buffet đó, vô không biết ngon dở gì, cứ lấy. Tại vì mình nghĩ mình đã trả tiền, mình trở lại chục lần cũng có ai nói gì đâu. Thì khi mình thấy người ta thấy mình phung phí riết, người ta để cái bảng, anh có quyền ăn bao nhiêu cũng được, nhưng hễ anh phí thì phải trả tiền thêm. Hễ mình phí là phải trả thêm tiền. Nhiều khi mới đầu người ta không có cái luật đó, nhưng mà chính mình đã không tuân thủ được cái đạo đức, cái luật lệ căn bản đó, buộc lòng luật lệ phải có mặt để chế ngự những cái đó. Nó không có gì lạ. Cho nên trong cuộc sống này, các vị mà giữ giới đó, người ta mới hỏi mình là tại sao phải giữ giới.
Quý vị nhớ bốn chữ thôi, chữ giới có bốn chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái lỗi, chỉ là đình hẳn, dừng hẳn, ác là cái tội lỗi lớn lao. Bởi vì cái lỗi mà chúng ta không chừa đó thì cái tội đó kế bên. Bởi vì cái lỗi là cái nhỏ, có thể do chúng ta sơ ý, chúng ta vô tình. Nhưng mà sơ ý vô tình mà không nhận thức, lâu ngày nó thành cái tội. Không phải, ví dụ một người mà mở miệng cái chữ thề, lâu ngày không ai sửa hết, không ai chỉnh hết, cái lâu ngày nó thành thói quen. Rồi có một đứa nhỏ hồi nhỏ đó, mỗi lần nó giận ai nó cung tay nó đánh. Hồi nhỏ mình thấy nó tròn do, nó cung tay thấy thương. Hay quá con, giỏi quá con, đánh đi con, đánh mạnh lên con. Mình đâu có biết là mình đang hướng dẫn, mình đang ủng hộ cho cái dữ của cái đứa nhỏ đó. Thỉnh thoảng mà thấy có nhiều vị cha mẹ mà con nó cung tay đánh người khác đó. Đánh mạnh lên, đánh mạnh lên. Ừ con giỏi quá, con trả thù cho ba. Con giỏi quá, con trả thù cho mẹ. Chú này ăn hiếp mẹ nè, con đánh đi. Mình dạy cho nó cái hung dữ mà mình đâu có biết. Rồi tới lớn lên nó dữ như vậy. Cho nên quý vị thấy các người mà người ta học võ đó, trước khi mà người ta bắt đầu xuất chiêu học võ, người ta phải làm gì? Ta phải ngồi tịnh. Thậm chí người ta phải xuống tấn, đứng hàng giờ ở ngoài nắng, ngoài mưa, dưới nước để làm chi? Cho mình cái sức nhẫn nhục, chịu đựng. Học võ đâu phải để đánh người. Cái mục đích học võ là để tự vệ. Ai đánh mình mà mình đi vào cái thế không thể kháng thì mình mới đỡ để mình bảo vệ. Cho nên á, học võ mà ý mình có võ đánh người là nóng tánh. Cho nên người nóng tánh đi học võ trước hết phải học cái mề đó: chịu đựng dưới nước, đứng ngoài nắng, nhẫn nại được thì chừng đó có khả năng để mình làm cái việc gọi là, để mình làm cái việc gọi là học võ. Cho nên thưa đại chúng, ngày xưa ông bà mình hay dùng cái từ tu nhân tích đức. Tu nhân là gì? Bản thân của con người chúng ta, chúng ta phải chỉnh đốn cái nhân cách, cái bổn phận của mỗi con người mình. Từ nơi đó chúng ta mới đủ khả năng chứa cái đức. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình có một cái ly nước, nó dơ, mình không thể đựng nước uống được. Muốn đựng nước uống thì chúng ta phải rửa ly cho sạch. Mà rửa ly là tu nhân, sau đó đựng nước là tích đức. Vậy thì con người chúng ta muốn có cái đức, chứa cái đức, thì không thể thiếu tu nhân. Mà người muốn tu nhân thì không thể thiếu học Phật. Cho nên người ta gọi là tu nhân học Phật. Tu nhân là chỉnh bản thân mình. Mà muốn chỉnh bản thân mình thì phải học. Học cái cách nào để chỉnh? Cho nên đầu tiên là mình Phật học. Phật học là mình học giáo lý. Còn học Phật là học làm Phật. Hai chữ nó khác. Phật học thí dụ như nói Phật học viện, viện chuyên môn dạy giáo lý. Cho nên mình đi học giáo lý hàng tuần á, là mình Phật học. Rồi vô trong chùa, người ta khều mình cái, người ta nói nặng mình câu, đó là mình học Phật, học làm Phật. Xưa nay mình lên chánh điện mình Phật học rồi. Giống như trưa nay mình ngồi vậy nè, chịu nắng, chịu nóng vậy là mình là Phật học. Nhưng mà mình chịu đựng được cái này thì cũng là học Phật. Tại vì Phật là cái người có khả năng chịu đựng mọi cái hành. Chịu đựng con người là ăn việc rồi, chịu đựng luôn những cái hiện tượng của cuộc sống như là lạnh, nóng, rùi mũi, vân vân. Phật học là học giáo lý, còn học Phật là học làm Phật. Muốn tu nhân thì phải học Phật. Mà tu nhân học Phật được rồi thì cái đức mình nó đủ. Cho nên người xưa dùng cái từ là tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Người muốn có đức, có phước, không thể thiếu tu nhân. Ngày xưa người ta thường nói tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mình muốn trị quốc, bình thiên hạ thì trước hết phải tu thân. Bản thân không tu thì làm sao mà tề gia? Tề gia tức là mình làm cho gia đình mình yên ấm. Mình á, kéo điếu thuốc hút, la thằng con,
mày đó nghe, tối ngày lo hút thuốc qua đi, chết nha mày. Nhưng mà kéo điêu thu khục. Thì con nó mới thấy, nó nghe vậy nó cũng chắp tay, nó nói tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó chắp tay nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Con tôm nó cong queo à, mà nó biểu con tôm con phải đi cho thẳng. Tôm mẹ cong thì sao tôm con nó thẳng được. Cho nên tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Thì mình cũng vậy, mình phải tu thân thì mình mới có khả năng mình tề gia được. Mà gia đình mình là một cái mái gia đình mà yên thấm rồi thì xã hội an bình là chuyện có thể được. Cho nên cái chuyện tu nhân tích đức là chuyện có thật, chứ không phải chuyện chỉ nói trên cái gọi là ngôn ngữ. Bây giờ muốn tu nhân thì phải làm gì? Nội cái căn bản hàng ngày nè, lời nói của mình cũng là một cách để mình tu nhân đó. Mình nói sao mà ta nghe cho nó dễ chịu, mình nói như thế nào để người ta không có khổ đau bởi lời nói của mình. Cho nên á, hồi xưa Pháp Hòa nhớ trong luật nói một câu: phàm làm con người, cái búa nó nằm ngay cái miệng. Bởi vì nếu mình nói ra lời nói mà lời nói nào cũng chua cay, lời nào nói nào cũng cay cú, thì cái cây búa nó nằm ngay cái miệng mình, phải không? Mà nếu mà nói như người xưa thì gì? Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự 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 khẩu. Mình ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Rồi mình ngửa mặt lên trời, mình phun nước bọt. Nước bọt nó rơi lại mặt mình. Cầm đuốc mà đốt trời, trời không cháy, mà những cái tro tàn nó rơi xuống, nó cháy trên tay mình. Trong kinh hay đem những cái ví dụ như vậy. Mình đốt trời, trời mình có làm gì được trời đâu. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì mình làm một cái việc vô ích là gì? Cầm cái đuốc mà đốt trời, mà bao nhiêu cái tro bụi từ cái đuốc đó nó rớt xuống, nó rơi trên tay mình. Đó. Cho nên cái lời nói của mình nó quan trọng. Lời nói nào mà làm cho người khác không có đau khổ thì lời nói đó mới nằm ở trong cái giới thứ tư. Còn lời nói nào mà làm cho người ta đau khổ, hiềm khích thì lời nói đó nó thuộc cái giới thứ tư. Cho nên lời nói cũng để mình tu nhân. Rồi gì nữa? Khiêm nhường cũng để tu nhân. Người ta thường nói á, cái chữ gọi là khiêm cung. Chữ cung là gì? Cung kính. Chữ khiêm là hạ mình. Mình có hạ mình mới cung kính. Mà đạo Phật dạy mình cái chuyện đó mỗi ngày. Bằng chứng là mình gặp ai mình cũng chắp tay nè. Mình chắp tay là mình khiêm cung nè, hạ mình cung kính. Cho nên gặp Phật tử với nhau chắp tay xá. Tại làm sao khi mà lên lại Phật, trước khi lên tụng kinh đó, mình đứng tập hợp ở bàn tổ, đâu mặt lại. Không biết ở đây có chùa nào giữ cái truyền thống đó không? Đứng đâu mặt lại với nhau, ba tiếng chuông xá, rồi đánh khánh xá nhau, sau đó mình xoay lên lại Phật. Tại sao không lại Phật trước mà lại mình trước? Tại vì thủy chung Phật đó là Phật tượng, còn chân thật nhất Phật này đang hiện hữu đây. Cho nên xá ông Phật này trước, sau nên xá ông Phật tượng. Bởi vì nhờ ông Phật tượng mới thấy ông Phật này. Mà xá ông Phật này xong rồi chi biết không? Để lát tụng kinh á, xuống không có cự nhau. Làm gì bữa nay đi đâu mà tụng dữ vậy? Đánh mỏ tụng muốn chết. Tụng xong thời kinh phiền não người đánh mỏ, phiền não với người chủ lễ. Trời ơi bữa nay tôi gấp, tôi vô mà ông đó ông làm chủ lễ, tôi tụng hoài tụng không xong. Tụng xong phiền não quá. Cho nên tại sao mà trước ở trong chùa truyền thống Việt Nam nha, đứng đâu mặt với nhau, xá nhau, rồi xá tổ, rồi mới lên bằng Phật. Lên bằng Phật cũng đứng đối diện hai bên, xá nhau rồi mới xá Phật. Tại sao không xá Phật trước xá tổ? Bởi vì Phật thì xa mình rồi, ông tổ là cái người gần mình nhất, nhờ tổ mà mình biết Phật.
Bây giờ nói cho dễ hiểu, Phật là ông nội, tổ là ba. Mình về nhà mình thăm ông nội, trước hết mình thăm ba, chào ba rồi xin phép vô thăm ông nội. Đó, cái cách nó vậy đó, xá tổ trước rồi xá Phật. Và trước khi xá Phật xá tổ phải xá mình. Ông Phật cũng tổ nào cũng chỉ này có trước. Cho nên tổ cũng là tượng, Phật cũng là tượng. Mà trước khi xá ông tượng bất động đó, xá ông Phật biết đi, ông Phật biết nói. Cho nên mỗi chúng ta đây là một Đức Phật biết đi, biết nói, biết cảm. Thì ngay Đức Phật này có bi đức, có tịnh đức, có trí đức. Mà người có bi, có tịnh, có trí thì lời nói không thể là lời nói cay cú. Người có tịnh, có bi, có trí thì người đó xong không thể ngạo mạn. Người có bi, có trí, có tịnh thì luôn luôn từ bi cứu người, giúp người khoan dung độ lượng. Và làm việc gì cũng đều từ cái tấm lòng của mình, hạn chế những cái sự ghét mà hại. Cho nên nhờ như vậy thì cái đức mình nó sanh. Thưa đại chúng, tại làm sao mình nói con mình không nghe, mình độ người thân mình không được, đó không có gì lạ. Quý vị cũng đừng có buồn, tự mình nói vậy nè. Người kia nghiệp chướng họ cũng nặng, rồi mình chướng nghiệp cũng không ít. Hai cái gặp nhau sao nó cảm được, nó đụng nhau rầm rầm nữa là khác đó. Bây giờ thôi, bây giờ như thế này nè, nếu mình có tu thì mình lo, mình cố gắng mình tu, rồi trong cái âm thầm, cái nhẹ nhàng, cái cách sống của mình đó, thể hiện được cái đức. Mà khi cái đức nó lan rồi, tự mình cảm hóa người đó, không phải bằng lời nói của mình mà bằng cái đức tu của mình, qua cái hành động, qua cái cách sống của mình. Bởi vì mình độ người có ba cách độ: một là độ bằng cái thân, hai là độ bằng cái miệng, ba là độ bằng cái ý. Chúng ta thường gọi là thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Mà nếu bây giờ mình độ họ bằng khẩu không được thì mình độ bằng thân, cái cách sống của mình. Mà từ cái cách sống của mình thì nó làm cho cái người đó nhẹ nhàng. Có nhiều vị hồi nào giờ có thành kiến với người tu, vì có thể trong cuộc sống trước kia đã từng gặp những người tu nhưng mà chưa có dễ thương, chưa có tu đúng sao đó, thì họ lại bị một cái nặng nề trong đầu họ. Và từ đó về sau đừng bao giờ nhắc hai chữ thầy tu với họ. Tại vì đối với họ thầy tu là thù Tây. Cho nên là đừng bao giờ nói. Nhưng mà biết đâu chừng một ngày nào đó cái duyên họ gặp được cái vị thầy đó, thì cái đạo hạnh của vị thầy đó có thể chuyển cái cách suy nghĩ của họ. Cho nên mình mới thấy rằng á, một cái đức tu của mình nó quan trọng lắm. Mà cái đức này không phải dễ gì mình có được nếu chúng ta không thể hiện bằng cuộc sống thật sự của mình. Ngày nào mình không nói, nhưng mà tại sao mình nói cái lời gì mà không lựa cái lời gì mình nói để nó cho mình cái đức. Cũng giống như á, mình ăn là lúc nào cũng lựa món ăn, ăn cho ngon, vậy mà nói không lựa lời. Thành thử ra nhiều khi mình đó cứ nhẹ nhẹ trong cuộc sống mình vậy thôi. Nhiều khi á, thật sự cái tu Pháp Hòa nó ngay trong cuộc sống mỗi ngày vậy. Nhiều khi mình ngồi mình ăn, cái mình trong khi mình nhai miếng ăn, cái mình nhìn cái mâm cơm, cái mình thấy món nó ngon, miếng nó ngon đó. Cái này xong cái rồi là mình để ý nó rồi đó. Người mấy đứa con đít nó hay kêu đĩa đó. Thì bây giờ thì thật sự ra những lúc mình ngồi mình nhai cơm, cái là mình nhìn đó, cái là mình chấm cái đó rồi, thiện lát vừa xong cái mình cầm nó đũa mình gấp. Rồi thậm chí nhai chưa hết nữa, thấy miếng nó ngon sợ người khác lấy ra đũa cầm liền. Những lúc như vậy cái Pháp Hòa mình đưa cái tay vô rồi gấp, nhưng mà mình tức cười, mình nói đấy, cái tâm hành tham của mình nó chưa chuyển hẳn. Tu là phải thành thật, mình thành thật với chính mình mới tu được. Cho nên mình còn tham, thể biết mình còn tham. Và trong cuộc sống mình á, là mình cứ vậy đó, trong cuộc sống dài dài nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi thí dụ như giờ cái người kia gặp mình không xá, người này chắc không bộ, không biết tôi. Thầy gặp thầy mà không xá, mình khởi cái tâm vậy thôi, cái là mình nhớ cái tâm này cũng là tâm ngạo mạn. Người ta không, cho dù người ta biết mình là ai mà người ta không chào, lỡ quên hay bất cứ lý do gì, mình cũng có gì để mình trách. Tại sao mình không thể hiện cái điều đầu tiên trước là mình gặp người ta mình chào đi,
Mình gặp người ta mình chào được thì là mình cái đức của mình nó sanh ngay đó rồi. Mình đợi người ta chào mình không chừng cái đức mình nó giảm. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn, thật sự ra quý vị làm cái lễ thỉnh sư ra giảng đó, buộc lòng lắm Pháp Hòa phải ngồi đó để cho quý vị làm cái lễ. Mà nếu quý vị có thương á, xá thôi đừng có lại. Quý vị đừng có lại, lại quý hòa thượng được, lại quý thượng tọa được, cho em sống. Vì mình thiếu phước, mình thiếu đức. Mà bây giờ 5-10 Phật tử mà lại là mình chết rồi. Mà đi 30 ngày ở nước Đức mà ngày nào cũng bị lại kiểu này rồi, sống sao nổi. Cái này là không phải qua Đức mà đi Đức. Cho nên quý vị á, đối với Pháp Hòa thôi nha, còn quý vị khác thì quý vị phải cung kính. Đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn quý vị có đến thỉnh sư tác bạch, giữ lắm là một lại để giữ cái lễ thôi. Rồi sau đó đại đức đã hứa khả cho rồi, con xin kính mời đứng dậy. Khỏi cái câu là con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường, đã vậy còn nói tam bái vậy đó. Nghe sao cũng dông quá. Đối với Pháp Hòa thôi, quý vị cho xin, cứ hễ thỉnh rồi thì cứ Pháp Hòa thường đó thôi, quý vị khởi thân đứng dậy chúng ta đi, đứng dậy xá nhau là được rồi. Thấy không? Thì thôi hôm nay á, trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chỉ muốn giải hai chữ bảo đức. Thấy không? Bảo là quý báu là hiếm. Đức là do cái năng lực tu của mình chứ không ai cho mình được. Từ đâu chúng ta có đức? Chúng ta sẵn có tịnh đức, bi đức, trí đức. Nhờ ba cái đức này chúng ta phát triển ra những cái đức khác. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn mỗi ngày sống với danh, sống với lợi, sống với sắc, sống với ăn, sống với ngủ. Cái đó gọi là ngũ dục, phải không? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Người tu vẫn còn vướng trong năm cái này chứ không phải người tu hết nha. Nhưng mà với cái chánh niệm của người tu, chúng ta sẽ biết vẫn ăn, vẫn ngủ, mà ngủ đủ chứ không dư. Rồi thậm chí vì miếng ăn, chúng ta cứ quan niệm rằng chúng ta ăn để chúng ta nuôi cái mạng sống này. Như ông bà thường nói, sống để ăn, không phải ăn để sống. Phải không? Chúng ta làm để sống chứ không phải sống để làm. Nhớ cái đó. Chúng ta đi làm để chúng ta làm đủ tiền chúng ta sống. Còn nếu mà chúng ta sống để đi làm thì cả đời này chỉ làm mà không có hưởng. Mà không hưởng là gì? Cái chữ hưởng ở đây là gì? Thỉnh thoảng chúng ta phải dừng để cho chúng ta có giây phút tĩnh lặng. Quý vị để ý ở nước ngoài mình, Canada, Mỹ, các xứ Âu Tây, không có tháng nào mà không có một ngày holiday, tức là ngày vacation, ngày lễ. Quý vị để ý, mỗi tháng hình như phải có một ngày. Tại sao vậy? Bởi vì cái ngày đó là ngày người ta nghỉ ngơi. Cho nên người Đức á, cái ngày lễ của họ mà họ giữ im lặng cũng là một cái lý của họ. Đi làm nó ồn náo quá rồi, rồi bây giờ một ngày nghỉ mà cũng ồn náo nữa thì làm sao gọi là nghỉ? Cho nên hút bụi họ cũng la. Làm cái chuyện mà ồn náo là họ la. Vậy là họ hưởng cái chữ nghỉ một cách trọn vẹn. Còn mình thì khác nha. Nghỉ là bày. Ôi chà, bày gì biết không? Bày tiệc. À, người Việt mình hãy nghĩ là phải có tiệc. Tức là mình chưa nghỉ được trọn, hãy nghĩ là rủ bạn tới ăn. Mà hãy ăn thì phải gì? Phải uống. Và ăn uống rồi phải nói. Không, mà giờ muốn có ăn có uống là phải nấu nướng, phải tập hợp. Chôi chà, nó ồn lên. Rồi chưa chắc, chưa nói mấy người nào mình ta có cái máu đỏ đen chút, rồi bắt đầu gặp nhau là bắt đầu gầy sòng. Mấy ông thì đánh theo mấy ông, mấy bà đánh theo mấy bà. Cho nên hết một ngày nghỉ đó mà sai xỉn mệt, ngày mai đi ngủ mệt tiếp. Nhiều khi nghỉ vậy mệt còn hơn. Nhiều khi đi làm suốt 7 ngày vậy mà bớt mệt, để gì? Về nhà lo ngủ. Còn mình cái kiểu của mình là nghỉ cái là mình chơi, mà đi chơi quá cái nó quên. Cho nên á, mình muốn có cái đức
thì mình phải huân tu. Tu cái nhân mới tích được cái đức. Tu nhân là chỉnh sửa mình, chỉnh sửa mình qua lời nói, qua hành động, qua ý nghĩ. Mình làm cái gì để chúng ta đừng tổn hại đến người, đó là đức. Tấm lòng chúng ta biết tôn trọng người khác, không tìm mọi cách để nhục mạ người khác trước mặt mọi người, phô bày cái dở của người ra để cho người ta mất mặt, mấy cái đó chúng ta không nên làm. Bởi vì cuộc đời này vốn nó đã quá nhiều những cái đau thương, thì chúng ta không cần thiết phải đóng góp thêm đau thương nữa. Thưa đại chúng, chúng ta cứ nhớ, chúng ta ăn để sống thì không phải sống để mà chúng ta chỉ lo chuyện ăn. Chúng ta làm để sống, chứ đừng nghĩ rằng cứ sống là phải để làm. Bởi vì nếu mà sống để làm thì không bao giờ chúng ta có thời gian dừng. Mà không dừng thì chúng ta không nghĩ, cho nên gọi là dừng thì mới nghĩ. Có chỉ thì mới quán. Tu thiền tu là tu chỉ tu quán, có dừng thì mới thấy. Bây giờ quý vị đi ngang cái người này, cái một cái bức tranh đẹp, quý vị chỉ thấy bức tranh thôi. Nhưng quý vị muốn thấy được cái sự gọi là đẹp của bức tranh, quý vị phải dừng lại, nhìn cho thật kỹ thì mới thấy được bức tranh đó đẹp ở từng nét như thế nào. Cuộc sống này cũng vậy, chúng ta không dừng, chúng ta không thấy mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có 5-10 phút ngồi lại để tĩnh lặng, để nhìn bản thân mình. Thưa đại chúng, ông Trịnh Công Sơn, ông có một cái bài hát rất hay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Nhìn rõ quê hương là nhìn pháp giới chúng sanh, nhìn kỹ lại mình là nhìn lại bản thân, phải không? Rồi, ông có một bài hát: mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Quý vị nhớ cái những câu hát của ông Trịnh. Thì đôi chân này chúng ta đi hoài mà không biết đi đâu, cho nên ông mới có làm sao đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Đôi vần nhật nguyệt là gì? Là ngày và đêm. Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Chúng ta cuộc sống mình vẫn chi phối bởi hai chữ ngày đêm. Hết ngày rồi tới đêm, hết đêm rồi tới ngày. Tóc đã bạc, da đã nhăn, chân đã yếu, mũi đã bớt thính, tai đã bắt đầu lãng, ăn không còn biết ngon. Bao nhiêu cái khổ nó tới trên thân này, nhưng chúng ta vẫn chưa dừng. Chưa dừng thì làm sao nghĩ? Chỉ có khi nào dừng mới nghĩ. Khi nào chúng ta ý thức được rằng mạng sống này là quý, chính nó quý, chúng ta phải làm gì? Cái thân này nó quý, không phải để chúng ta trao dồi nó thiệt nhiều, mà để chúng ta phải biết rằng chúng ta phải dụng thân này như thế nào cho thật đúng, để rồi khi chúng ta trả nó về cát bụi, chúng ta vẫn thấy nó là một cát bụi tuyệt vời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để rồi một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là chúng ta biết dùng cát bụi. Quý vị thấy cát, thấy xi măng, thể hai cái này mà trộn lại cất được nhà lầu. Bình thường nó là cát, là xi măng, nhưng mà chúng ta biết dụng cát, dụng xi măng thì chúng ta làm được những tòa nhà cao đẹp. Cũng như thế, thân này là cát bụi, nếu cát bụi này biết dùng thì cát bụi này có nghĩa. Thế thì chúng ta cứ nhớ cái tâm niệm đó, rồi tự thân này chúng ta chưa được phước. Trong kinh Pháp Cú có câu: như từ những đóa hoa kết lại thành tràng hoa. Cũng vậy, nơi thân sanh tử này làm được nhiều thiện sự. Thân này là thân sanh tử, nhưng mà nếu chúng ta có tịnh đức, có bi đức, có trí đức thì nơi thân này sẽ chứa được nhiều cái thiện lành, mặc dù nó là thân tạm. Nhưng mà nếu biết sử dụng nó tạm thì nó linh động vô cùng. Quý vị thấy ngày xưa Việt Nam người ta có một chiếc xe ba bánh thôi, mà với chiếc xe ba bánh đó, người ta làm biết bao nhiêu việc. Quý vị thấy cây tre không? Cây tre lợp nhà, làm nhà được, làm những cái gì mà xây dựng được, lá tre xài được, rồi gì nữa, măng tre, măng mình làm được, ăn được. Nhìn cây chuối, nhìn sen,
sử dụng được hết. Thế thì chúng ta cũng vậy. Từ khi chúng ta chưa hiểu đạo thì khác. Một khi đã biết đạo rồi thì nhất định phải tích đức. Bởi vì đạo đức nó sát bên. Người có đạo là có đức. Đức tích từ đâu? Nếu không tu thân học Phật. Rồi thì sáng hôm nay nhân ghé chùa Bảo Đức, chúng ta nói hai chữ Bảo Đức, mà đặc biệt là chữ đức này, phải không? Người có đức mặc sức mà ăn, và người đức năng thắng số, tích đức từ lòng của, từ cái tâm lành của mình. Người xưa người ta có một bài thơ viết chữ đức. Quý vị biết chữ đức mà viết theo tiếng Hán đó. Chim chích mà đậu cành tre. Bên này là chữ nhân nè. Dây hoạch xuống vậy, giống như chiếc lá vậy đó, con giống như con chim vậy, đậu trên cành tre. Chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Nguyên hai câu đó mà ta nói lên được chữ đức, phải không? Ở trên nó có chữ thập, dưới này có chữ tứ, dưới chữ tứ có chữ nhất, dưới chữ nhất có chữ tâm. Có một lần ông Tào Tháo, ông gặp một người con dâu, muốn ông muốn thử cái sự thông minh của người dâu này. Ông đem một cái hộp bánh, ông để lên bàn. Ở trên bàn có chữ hộp. Chữ hộp là có chữ nhân, chữ nhất, chữ khẩu. Thì người con dâu này mở hộp bánh, chia người một cái. Ông hỏi, sao mà con chia bánh? Cô này mới nói, dạ, tại vì cha biểu con mỗi người một cái. Nhân là người, nhất là một, khẩu là ăn, là cái miệng. Mỗi người một cái để ăn. Mà thay vì ông nói, ông không nói, ông đem hộp bánh ra, ông ghi chữ hộp lên đó. Mà cái người mà người ta có cái trí đức, ta nhìn vô đó, ta thể hiện cái bi đức, cái tịnh đức. Cho nên cuộc sống, nhiều khi chúng ta tới đâu, chúng ta thể hiện cái nhân cách của mình qua những cái chữ mà người ta ghi. Người ta nói đừng đậu xe ở đây thì đừng có đậu. Không sao đâu, đậu một chút à, lủi vô. Rồi bị câu xe đứng chửi, đứng làm. Người ta ghi cái chữ là chỗ này là không nên đậu xe. Thậm chí ở những cái nơi tôn nghiêm, xin đừng mang giày dép vào, mình cũng mang giày dép vào. Và cuộc sống của chúng ta không có để cái tâm của mình. Nhiều khi một cái câu nói của người, một cái chữ đó người ta muốn thật sự ra mình thể hiện cái cách sống của mình. Người ta chỉ cần để chữ là mình đủ hiểu. Ở những nơi công cộng có nhiều lúc người ta đâu có nói chữ gì đâu, người ta ghi cái bảng thôi. Thí dụ người ta ghi, người ta vẽ cái điếu thuốc, người ta gạch chéo cái điếu thuốc, là mình phải hiểu chỗ này cấm hút thuốc. Mình đọc lại, thuốc hút không cấm. Ở Việt Nam hồi nhỏ để cái bảng là cấm đổ rác, thấy không? Cả cấm không đổ rác, đi ngang vẫn đổ. Hỏi tại sao đổ? Nó rác đổ không cấm. Quý vị thấy không? Thành ra thật sự mà nói, chúng ta để cái thùng tiền ở trong chùa khóa lại. Khóa ai? Khóa cái người ngay chứ đâu khóa nổi người gian. Cái người mà ngay thẳng á, chỉ cần lại đụng vô cái đó khóa rồi là ta bỏ người ta đi à. Còn cái anh mà anh cuối anh cố tình anh đục cái thùng đó rồi, khóa 10 cổ khóa anh cũng đục được. Cái cửa mà người ta lóc á, ta chỉ cần đóng cái chốt lại, lắc lắc là mở không được là ta bỏ đi. Cái người ngay là người ta sống vậy. Còn cái người mà thật tâm mà gian rồi á thì sao? Nó làm đủ kiểu để nó đập. Cho nên đừng không cần khóa kẻ gian. Cái khóa đó là chỉ cái người ngay thẳng sống đúng cái cuộc sống này. Tới chỗ nào mà người ta lóc cái chỗ đó ta khóa lại, đụng vô khóa là bỏ đi. Thậm chí những cái bảng người ta ghi. Còn mình là tiếng Mỹ nó kêu là who care, không cần biết, hay là don't care, không quan trọng, không lo lắng. Thì chúng ta quên cái đó thì người ta nhìn cái cách sống của mình là người ta hiểu rồi. Cho nên mình á, thưa đại chúng, bây giờ từ bây giờ quý vị để ý mình đi tới đâu, cái gì người ta để, thì mình hiểu được cái cách người ta làm như vậy, thì mình tự mình giữ cái đức cho mình, mà người ta không có phải la rầy phiền não gì mình. Đi cái chỗ công cộng cũng vậy, chỗ nào người ta để bảng như thế nào, chúng ta
tôn trọng những cái biệt, những cái bản mà ta đề nghị như vậy thì chúng ta không có cái lỗi. Rồi thì Pháp Hòa có vài lời để thưa với đại chúng qua cái chữ đức, làm sao để chúng ta huân cái đức này, mà chỉ có cái đức này nó mới làm cho chúng ta lướt được những cái sóng gió trong cuộc sống này bằng cái đức tu của mình. Và cái chữ tu nhân tích đức nghĩa là chúng ta phải tu chỉnh bản thân. Bản thân trong sạch rồi thì đức nó tự nó huân về, mà chúng ta không cần phải đánh đấm hay là tranh giành gì cả. Cái này nó vô hình nhưng mà nó trùm khắp. Trong cái vô hình mà nó trùm khắp, còn cái gì có hữu hình hữu tướng thì nó vẫn hạn hẹp, nó không thể trùm khắp được. Cho nên á, người xưa có câu là Phật đức siêu tam giới, quang minh chiếu thế gian. Cái đức của Phật nó siêu vượt cả ba cõi, phải không? Cái trí tuệ của Phật chiếu soi vào thế gian này, người có đức rồi thì lan tỏa khắp mọi nơi mọi chỗ. Xin chúc đại chúng luôn luôn thân tâm an lạc để làm cái cội bồ đề, để huân những cái đức tu của mình, và từ đó chúng ta chan rãi cho con cháu của mình. Người xưa có câu chỉ khi nào chúng ta để đức lại cho con thì cái đó mới gọi là cái kế trường cửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta hồi hướng trước nha.